Hello, chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Soi Cầu Miền Bắc của mình. Và kênh của mình là kênh Độc Một Số. Hiện tại thì bây giờ đang là buổi tối của ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023. Và lời nói đầu tiên thì chúng mình xin gửi lời chúc đến toàn thể mọi người đang theo dõi video có thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc bên gia đình và người thân, cũng như gặt hái được nhiều thành công cho công việc. Và đặc biệt hơn là luôn luôn may mắn với những con số và chiến thắng nhiều hơn ở những ngày của tháng 7. Và quay trở lại với mọi người của buổi tối ngày hôm nay thì tiếp tục mình sẽ lên phân tích và chia sẻ cho mọi người ở hai vị trí đường cầu. Thứ nhất là vị trí của đường cầu giải đặc biệt và vị trí thứ hai là đường cầu lô tô để cho mọi người tham khảo cho ngày mai là chủ nhật cuối tuần của ngày mùng 2 tháng 7. Và quay trở lại với chiếc màn ảnh của chúng ta, đó chính là bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay. Mình sẽ viết điểm qua một chút. Đầu tiên về vị trí của giải đặc biệt thì ngày hôm nay thì có cho mọi người đây là con số 46. Nó làm ở hai trạm là trạm 4, trạm 6 và tổng 0. Ba càng là 746 và cả bộ số là 90746. Thống kê về vị trí của lô hay nháy thì có cho mọi người thứ nhất là số 17 này. Làm ở vị trí thứ hai là con số 52. Ở vị trí thứ ba là con số 73. Vị trí thứ tư là con số 78. Lô kép thì ngày hôm nay thì có cho mọi người số kép 22. Vị trí của kép là 22 rơi ngày hôm nay, đúng không ạ? Ngày hôm qua cũng đã có 22 hai nháy rồi, ngày hôm nay tiếp tục rơi. Vị trí kép thì xuất hiện thêm cho mọi người là con số kép 55 nữa này. Đầu lô tô ngày hôm nay thì không có một đầu nào bị cầm cả mọi người nhá. Rồi thì vừa qua thì mình cũng điểm lại cho mọi người một số các đặc điểm nổi bật của bảng kết quả. Và video buổi tối ngày hôm qua thì mình cũng có chốt cho mọi người, đó chính là về vị trí của cặp song thủ lô, đó chính là cặp 54 và 45. Thì chúng ta cũng chiến thắng được con số 54 cho ngày hôm nay. Và 54 ngày hôm nay thì nó ra cũng không phải là sớm quá, nó ra ở bộ số thứ tư của giải 5. Ngày hôm qua thì mình có chốt cho mọi người là bạch thủ 45 và lót 54, thì chúng ta chiến thắng được con số 54 cho vị trí đường cầu lô mọi người nhé. Rồi thì tiếp tục quay trở lại với những con số dành cho ngày mai. Và mình sẽ phân tích ở bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay. Thì đối với vị trí đường cầu đầu tiên mình phân tích cho mọi người thì mình sẽ nhắc lại cho mọi người cái vị trí công thức đường cầu giải đặc biệt cũng khá là hay. Thì trên đây là bảng kết quả mở thưởng của giải đặc biệt ngày 29 tháng 6. Thì mình sẽ phân tích cho mọi người như sau này. Mọi người lấy cho mình đó chính là tất cả những cái con số nó nằm trong cái bộ đầu của giải tư kết hợp cho mình này. Thứ nhất là con đầu nằm trong bộ 4 giải 3, con đầu nằm trong bộ 3 giải 5 và con đầu nằm trong bộ 2 giải 6. Thì vị trí này xuất hiện lần lượt là con số 1, con số 5 và con số 8. Thì ở đây có 0, có 1 và có 4. Rồi chúng ta kết hợp với con số 1 trước. Thì ở vị trí này chúng ta sẽ có cặp là 010, kép 11 và 141. Kết hợp với con số 5 thì chúng ta có 050, chúng ta có 151 và chúng ta có 454. Rồi kết hợp với con số 8 thì chúng ta sẽ có đây là 080, chúng ta có 181 và chúng ta có 484. Đúng chưa? Đấy, thì cái giải đặc biệt của cái ngày hôm 30 thì trả về cho một người là con số 51. 51 ở đây. Thì trong dàn chúng ta đã có được cái vị trí của cặp số đó chính là 1551. Đúng không ạ? Tiếp tục bây giờ mình sẽ đi phân tích cái đường cầu này tại bảng kết quả mở thưởng của ngày 30, nhận định cho ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7 nhá. Thì chúng ta sẽ quay trở lại với giải tư, lấy cho mình đó chính là bộ đầu giải tư. Thì có đây là 4 này, 2 này và 6. Rồi kết hợp cho mình như sau. Con số đầu nằm trong bộ 4 giải 3, con số đầu nằm trong bộ 3 giải 5 và con số đầu nằm trong bộ 2 giải 6. Thì xuất hiện đây là 4 này, đây là 8. Thì đây cũng là 8 rồi thì nó trùng. Chúng ta chỉ cần kết hợp cho mình hai cái vị trí này thôi. Vậy chúng ta sẽ có được thứ nhất là con số kép 44, 242 và 464. Kết hợp với 8 chúng ta có 484, 282 và 686. Đấy. Thì cái đường cầu này thì nó chỉ trả về cho một người duy nhất đây là 11 số. Thì nó đã trùng với cái giải đặc biệt của ngày hôm nay ở đây. Mọi người có thể để ý cho mình. Đó chính là con số 46. Và trong dàn thì chúng ta có cặp đó chính là 464 ở đây. Đúng ạ. Ok. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục. Bây giờ có được cái công thức này rồi, bây giờ mình sẽ áp dụng vào bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay để mình nhận định cho ngày mai thì xem có được những cái vị trí con số nào mọi người nhé. Đầu tiên là vị trí giải tư, chúng ta lựa chọn cho mình đó chính là bộ đầu giải tư. Thì có đây cho mọi người đó chính là 2, 8, 1 và 6. Rồi quay trở lại với giải 3, đó chính là con đầu bộ 4 giải 3, con đầu bộ 3 giải 5
và con đầu. Vị trí của bộ hai giải 6 thì lần lượt xuất hiện là 7, 9 và 3. Thế bây giờ chúng ta sẽ kết hợp lần lượt kết hợp với con số 7 trước thì chúng ta sẽ có cái dàn đặc biệt như sau. Thứ nhất là cặp 171, 272, 676 và 787. Kết hợp với con số 3 thì chúng ta sẽ có là 131 đúng không? Chúng ta có 232, chúng ta có 636 và chúng ta có 838. Kết hợp với 9 thì chúng ta có 191, 292, 696 và 898. Đấy. Thì đây là cái dàn đặc biệt tổng quát nhất. Đây là dàn đề để cho mọi người chơi cho mình cho ngày mai là ngày mùng 2 của tháng 7 mọi người nhé. Chơi cho ngày mùng 2 tháng 7. Thì trong một cái dàn nó như thế này thì bây giờ mình sẽ khoanh và đưa ra những cái cặp số kết trong cái dàn này. Và theo nhìn nhận của góc độ quan điểm cá nhân mình thì cặp số đầu tiên mọi người có thể lưu lại cho mình đó chính là về với những cặp 272, cặp 787. Được chưa? Tiếp tục này, ở vị trí của hàng thứ hai thì mọi người lưu lại cho mình đó chính là vị trí của cặp 232, cặp 838. Và ở hàng cuối thì mọi người lưu lại cho mình là 292, 696 và 898. Vậy thì ở đây chúng ta có được những cái cặp số kết nào? 1, 1 cặp này, 2 cặp này, 3 cặp, 4 cặp, 5, 6 và 7 cặp này. 7 cặp này tương ứng với dàn đề 14 số kết. Và kể cả dàn tổng quát hay là cái dàn 14 số kết này thì mọi người chơi cho mình tập trung duy nhất cho ngày mai thì cũng hoàn toàn không có quá là nhiều số. Nếu mà chúng ta đánh khung thì nó lại khác, nhưng chúng ta đánh trực tiếp theo ngày thì anh em chơi đề thì anh em có thể lưu lại cho mình cái dàn này. Rồi, tiếp tục đối với vị trí của đường cầu lô. Thì ở vị trí đường cầu lô thì mình sẽ phân tích cho mọi người cái vị trí công thức, đó chính là ở bảng kết quả mở thưởng ngày hôm qua đã trả về ngày hôm nay là cái con số 54. Thì mình sẽ tiếp tục phân tích cái công thức đường cầu này ở bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay thì cụ thể như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại bảng kết quả mở thưởng ngày hôm qua này. Thì mọi người lấy cho mình đó chính là con đầu nằm trong bộ đầu giải tư và con đầu nằm trong bộ hai giải tư. Thì hai vị trí này lần lượt xuất hiện cho mọi người là con số 4 và con số 5. Thì tôi mới báo về cho mọi người là cặp 4554. Mọi người có thể theo dõi lại video của mình, anh em biết ngay. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi phân tích ở bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay. Thì giải tư chúng ta có đây. Ở đây xuất hiện con số 2. Đây xuất hiện là con số 7. 2 này, 7 này. Vậy chúng ta sẽ có vị trí của cặp song thủ lô, đó chính là cặp 272. Và cặp này thì mọi người cũng chơi cho mình khung một duy nhất cho ngày mai là ngày mùng 2 của tháng 7. Ok, anh em thể lưu lại cho mình cặp song thủ lô này. Anh em nào mà chơi về lô thì mọi người thể lưu lại cho mình nhé. Được chưa ạ? Rồi, và cũng còn một cái chú ý nữa. Thì anh em nào mà anh em, thứ nhất anh em đang bí số, anh em đang loạn cầu, cần những cái sự hỗ trợ từ mình thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp đến Zalo và số điện thoại cho mình là 0379 419 và 207. Đó. Nếu anh em không dùng Zalo thì anh em có thể liên hệ qua số điện thoại cho mình. Và anh em cần, thứ nhất về đường cầu hay con số hay là những cái công thức chơi hợp lý nhất, đường cầu bí mật chính xác nhất thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với cái thông tin này của mình. Đó chính là Zalo và số điện thoại 0379 419 207. Rồi. Và thời lượng của video thì cũng như ngày thì mình cũng xin kết thúc ở tại đây. Và chúc tất cả mọi người buổi tối xem video vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúc mọi người ngày mai chiến thắng rực rỡ với tất cả những cái con số mà anh em lựa chọn hay là tất cả những cái con số mà mình đưa ra. Và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Tiếp tục xin hẹn mọi người ở video buổi tối ngày mai. Chào tất cả anh em nhé.